sản phẩm của bộ kéo bông thì chúng ta sẽ gồm là một chai siêu kéo bông. Đồ chai siêu kéo bông đây bà con ha, chai rất là quen thuộc, kết hợp với một chai Cansibo và kết hợp với một chai siêu amino sinh học. Bà con thân mến, sau khi mà chúng ta đã kích ma bông đồng loạt thành công rồi thì chúng ta cần tiến tới quy trình là kéo bông. Ở trên màn hình bà con thấy quy trình kết quả là cái cuốn bông, cái cuốn đuôi trái khá là dài và nó dài vừa đủ và nó mập, để mà đảm bảo là cái trái của chúng ta nó sẽ đạt được trọng lượng tối đa từ 15kg, 20, 25kg quý bà con. Còn cuốn ngắn quá thì bà con thấy nó tròn tròn, nó cục cục như vậy, nó rất là dễ bị tép, cũng như là nó không có chia liều áp lực ở trên cái cuốn được, thành ra là cái trái nó không có thể nào nó tối đa hóa được cái cân nặng của nó nha quý bà con nghe. Rồi, bây giờ thì Hằng Anh sẽ chia sẻ quý bà con chúng ta, sau khi mà kích tạo mầm xong, cái chúng ta đã xác định được cái mầm nó ra, cựa gà nó ra đồng loạt được 80% rồi, chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành vào cái quy trình gọi là kéo bông và dưỡng bông. Rồi, hôm nay Hằng Anh có chuẩn bị sẵn ở đây thì đầu tiên Hằng Anh sẽ giới thiệu quý bà con chúng ta cái bộ mà Hằng Anh đã sử dụng cho vườn này. Và sau đó Hằng Anh sẽ chia sẻ quý bà con chúng ta một cái bộ mà nâng cấp của Hoàng Anh cùng với Willow Farm để giúp cho cái mùa vụ 2024 quý bà con chúng ta phun chỉ cần một lần kéo bông là cái bông nó đã đủ dài theo ý quý bà con chúng ta mong muốn. Rồi, sản phẩm của bộ kéo bông thì chúng ta sẽ gồm là một chai siêu kéo bông. Cho chai siêu kéo bông đây bà con ha, chai rất là quen thuộc, kết hợp với một chai Cansibo và kết hợp với một chai siêu amino sinh học. Cái bộ ba kéo bông này vừa kéo bông vừa dưỡng bông luôn, rất là dễ xài. Và nếu bà con chúng ta xài cho vườn lớn thì bà con chúng ta nên thay bằng chai Cansibo kẽm hữu cơ 1 lít như này. Nó sẽ pha được 800 lít nước, tức là một chai Cansibo kẽm hữu cơ này pha được với hai chai, kết hợp với hai chai siêu amino sinh học và kết hợp với lại hai chai siêu kéo bông, chúng ta cộng được 800 lít nước. Và nhớ giùm Hằng Anh, cái bộ kéo bông và dưỡng bông chúng ta chỉ phun vào bông thôi nên rất tiết kiệm chi phí cho quý bà con nghe. Đây là dạng hữu cơ sinh học luôn, có mạch nano ngắn ở dạng nano nên hấp thu rất là nhanh vào ở trong tế bào thưa quý bà con. Và từ đó sẽ giúp cho quý bà con chúng ta có một cái vườn mít có cái cuốn dài vừa đủ, nó không quá dài, nó cũng không quá ngắn hay còn gọi là quá cục ở miền Tây, để mà giúp cho trái mít của chúng ta đeo lủng lẳng ở trên cành một cách thoải mái, lực được chia đều trên các tế bào của cái cuốn mít để giúp cho cái trái mít của chúng ta nó đạt được trọng lượng tối đa. Và đây là cái bộ làm bộ dinh dưỡng kéo bông của Willow Farm. Chúng ta kéo bông từ 1 tới 2 lần, sau khi chúng ta kéo bông xong chúng ta thấy cái cuốn bông nó ổn với ý của mình rồi thì chúng ta hãy bỏ cái chai kéo bông này ra và chúng ta chỉ xịt là cái thằng Cansibo kẽm hữu cơ kết hợp với amino dùng Hằng Anh là được. Và ngày hôm nay Hằng Anh sẽ đến với quý bà con chúng ta trong một cái phiên bản nâng cấp của siêu amino sinh học. Đây, một cái phiên bản nâng cấp để thay thế cái bản siêu amino cũ đã tốt nay còn tốt hơn với phiên bản nâng cấp từ bạn siêu amino. Hồi xưa siêu amino của chúng ta nó sẽ có cái nước màu gì bà con? Nó sẽ có cái nước màu hơi cam cam. Đây, nó tốt dữ lắm. Nó đây là cũng là cái một trong những cái sản phẩm bộ ba để mà kích mầm. Đó, bà con thấy ha, nó có nước màu cam. Còn bây giờ với cái sản phẩm gọi là siêu amino công nghệ mới phiên bản nâng cấp, Hằng Anh nâng cấp lên cái tỷ trọng của cái thằng đạm hữu cơ. Và nó sẽ gọi là đạm amin đó, acid amin, nó sẽ có màu xanh trong, màu trong vắt như thế này, màu vàng tươi, màu vàng chanh, nên nó hơi trong trong và ở dạng rêu trong suốt. Đây Hằng Anh rót lại cho quý bà con chúng ta xem. Đó, nó ở dạng rêu rất là trong suốt nha quý bà con nha. Đó, nên khi bà con chúng ta dùng, chúng ta chỉ cần là pha vô cái là nó tan hoàn toàn luôn, rêu vừa tinh khiết mà vừa sao bà con, vừa kẹo nữa, rất là đã. Sản phẩm này Hằng Anh cũng nhập khẩu luôn nha quý bà con nha. Và về Việt Nam thì công bố hợp chuẩn, hợp quy và đóng gói. Siêu amino sinh học đã tốt nay còn tốt hơn với nhận dạng mới. Đây, nhận dạng mới của nó đây bà con, đây là nhận dạng cũ và đây là nhận dạng mới. Và ở phía sau lưng của nó sẽ có cái chữ là phiên bản nâng cấp đây nha bà con nha. Đây là phiên bản nâng cấp của năm 2024 thưa quý vị, của hàng siêu amino. Rồi, tương tự như vậy đối với chai, đối với ca chai mà Cansibo hữu cơ, Cansibo hữu cơ dạng nửa lít, Hằng Anh cũng có phiên bản nâng cấp luôn. Thì đã nâng cấp amino rồi thì chúng ta phải nâng cấp luôn cái thằng Cansibo như quý vị nha. Đây, thằng Cansibo cái mẫu trong vòng 2 năm qua, đây là Cansibo hữu cơ từ thảo mộc thảo dược nha quý bà con nha. Nó sẽ có cái nước màu vàng, nó sẽ có cái nước màu vàng. Ông bạn này là màu vàng chanh, màu vàng chè. Đây, màu vàng ha bà con ha. Còn khi mà chúng ta đến với cái thằng Cansibo, siêu Cansibo hữu cơ phiên bản nâng cấp thì nó sẽ có cái nước màu gì bà con? Nó sẽ có cái nước màu xanh. Đây bà con nha.
Đây, nó sẽ rất là trong như thế này và hoàn toàn không có mùi nha. Đây cũng là có phía sau Hoàng Anh cũng để rõ luôn là phiên bản nâng cấp năm 2024 đối với bà con. Chúng ta Hoàng Anh tăng thêm hàm lượng hữu cơ, Hoàng Anh tăng thêm cái gì bà con? Tăng thêm cái hàm lượng canxi và bo trong này để nâng cao tác dụng là tăng cường hạt phấn, rồi chắc cuống, chắc cành, chắc cây. Và đặc biệt là gì bà con hả? Chống rụng. Đó, đây là hai cái phiên bản nâng cấp trong cái bộ làm bông của Willow Farm, cái bộ kéo bông của Willow, kéo bông và dưỡng bông Willow Farm là Hoàng Anh nâng cấp lên từ cái bạn canxi bo năm 2023 thành Cansibo năm 2024 với phiên bản mới tươi hơn, xinh hơn, và nói chung là phiên bản này nó nâng cao hàm lượng như quý bà con nha. Rồi, tương tự như vậy thì mình sẽ có cái cặp đôi hoàn cảnh siêu amino sinh học phiên bản nâng cấp. Đây là phiên bản 2023 và đây là phiên bản 2024 nâng cấp lên với diện mạo mới, rắn chắc hơn, khỏe mạnh hơn và hàm lượng mạnh hơn, sung hơn để đâm chồi nảy lọc và dưỡng bông tốt hơn. Tại vì amino được sử dụng trong nhiều giai đoạn mà. Nuôi trái cũng amino, nuôi bông cũng amino, nuôi đọt cũng có amino. Bà con nhé, đây là đạm amin, đạm đi thẳng vào tế bào. Nó đây là mạng mạch ngắn rất là dễ hấp thu. Thì chúng ta sẽ đến với hai cái diện mạo mới của amino và canxi bo. Đây là hai diện mạo mới của amino và canxi bo, và cần lưu ý nha. Và vẫn kết hợp với giùm Hoàng Anh một chai siêu kéo bông để mà chúng ta sao ạ? Nổi mỗi lọ một chai, tức là 500ml của ba chai này, chúng ta sẽ cộng với 400ml nước và chúng ta phun trực tiếp vào bông để gì bà con? Kéo bông và dưỡng bông. Sau khi chúng ta thấy cái cuốn bông chúng ta ok rồi thì chúng ta bỏ cái thằng kéo bông này ra và chúng ta chỉ dùng tiếp cái bạn kéo bông này thôi vào 7 ngày một lần. Chúng ta có thể pha chung với siêu áo giáp hoặc siêu áo giáp plus, chúng ta có thể pha chung với thuốc sâu rầy luôn để bảo vệ cái bông mình và tiết kiệm cái chi phí phun xịt luôn nha quý bà con nha. Thì sau khi mà chúng ta đã nhú cựa gà thành công bằng cách sản phẩm làm bông của Willow Farm Thiên Hương Nano Xanh Thần Bông Siêu Kích Bông, thì sau đó chúng ta tiến hành kéo bông và dưỡng bông bằng cái bộ siêu kéo bông, siêu amino sinh học phiên bản nâng cấp và siêu canxi bo phiên bản nâng cấp quý bà con nhé. Rất là dễ để nuôi bông thôi. Và khi mà chúng ta bắt đầu mở yếm, cái bông bắt đầu mở yếm, thì chúng ta sẽ sau khi thụ phấn xong thì chúng ta sẽ tiến hành vào quá trình nuôi trái. Hoàng Anh sẽ chia sẻ trong những video tiếp theo nha. Cảm ơn quý bà con và nhớ là lưu lại số điện thoại hotline của Willow Farm khi nào cần Willow Farm hỗ trợ về kỹ thuật làm bông, nuôi trái hoặc đơn giản chỉ là quá trình sinh trưởng sinh sản, cắt tỉa cành tạo tán thì có thể ới Willow Farm nha quý bà con nha. Và hỗ trợ kỹ thuật tận vườn miễn phí cho quý bà con, chúng ta không phát sinh bất kỳ chi phí nào cả. Cảm ơn và hẹn gặp lại.